Đây là nỗ lực rất lớn của ngành lao động thương binh và xã hội trong việc hợp tác quốc tế ở lĩnh vực lao động, việc làm. Tuy nhiên, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Có hợp đồng cung ứng lao động theo diện Visa E7 được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp để tránh bị lừa đảo.